Chào các bạn. Ở bài trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về database ở trong Laravel và cách dùng migration để tạo ra database. Thì đến ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về root và controller. Thì đầu tiên mình sẽ chạy project của mình lên này. Mình sẽ chạy với câu lệnh là php artisan serve. Sẽ mở lên đường dẫn sẽ là localhost này. Và cổng sẽ cổng 8000 mặc định của nó là Laravel. Ở trước thì mình đã có tạo ra một cái là cái trả về một cái view ở trong resort này và view welcome plate này, thì mình đã trả về một cái thẻ H1. Thì bây giờ đối với mình sẽ tạo ra một cái root mới, ví dụ như không, thay vì đây sẽ là root mặc định của nó là định nghĩa ở đây, định nghĩa ở dòng này. Bây giờ mình muốn tạo ra một cái root mới có cái đường dẫn là home đi, thì mình sẽ cần phải làm những gì? Thì đầu tiên mình sẽ phải tạo ra một cái root này, làm tương tự như cái trên thôi, thì sẽ thêm get là home, rule là home function, function và nó đã return về của cái view. Mình sẽ để chỗ đây sẽ là home đi. Home. Đây chấm phẩy. Ở đây mình cũng phải tạo ra một cái blade có tên là home chấm blade chấm php. Mình sẽ có một cái thẻ H1 này. Đây là trang home. Ok, mình sẽ thử test thử nhá. Đây, URL của mình là home này. Đấy, nó đã di chuyển đến cái view khác. Đây là cái view home của mình. Và để quay lại, mình có trang chào welcome, welcome Bây giờ mình sẽ xây dựng một cái button nhé. Mình sẽ tạo ra một button để di chuyển giữa hai trang này. Đây, ở trang welcome thì mình sẽ tạo ra một cái button. Mình sẽ tạo ra một thẻ A đi. Một thẻ A. Go to home. Đây là cái nút go to home này. Và ở href của mình sẽ có cái root này. Đây là cái cú pháp của thằng Laravel cho phép mình viết lại cái root dựa theo cái name. Root. Dựa theo cái name của thằng root này. Hoặc nếu các bạn ở như HTML thông thường thì các bạn sẽ chỗ này sẽ là sượt home đúng không? Để mình thử nhá. Go to home này. Đấy. Thì nó sẽ sượt home này. Di chuyển đến cái thư mục home của mình, à cái view home của mình. Nhưng mà ở thằng Laravel thì mình có thể viết theo kiểu này. Root. Và mình sẽ dựa theo cái name của nó. Đây mình sẽ để tên nó là home nhá. Ở bên này mình cũng phải sửa tên cho nó này. Cái group này mình sẽ thêm tên cho nó là name này. Home. Thì mình sẽ dựa theo cái name này để mình định danh cái thằng root này. Mình sẽ quay lại đây nha. Thử lại. Ô tô home này. Đấy, nó đã di chuyển được đến cái trang home của mình. Thì đây, mình sẽ inspect cái thằng element này lên. Đấy, các bạn thấy không? Nó là một cái đường dẫn tuyệt đối đến cái trang home của mình. Vậy là mình đã xây dựng được cái phần di chuyển giữa các trang. Thì thay vì mình viết ở tất cả các root và phần xử lý ở cái trang web.php này, thì mình sẽ tạo ra một controller. Thì mục đích của thằng controller này sẽ là cần điều khiển để mình sẽ xử lý và di chuyển giữa các trang.
Mình sẽ tạo ra một cái thằng controller nhá. Câu lệnh sẽ là php artisan make controller để tạo ra một thằng là home controller. Để sau khi chạy câu lệnh này thì nó sẽ tạo ra được một cái file home controller ở trong thư mục controller. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái function public function index index và đây mình sẽ return view. View của nó là home. Đấy, thay vì mình viết ở bên này, mình sửa return ở bên này thì mình sẽ tạo ra một thằng controller để mình xử lý cái việc return view này. Mình sẽ comment thằng này lại. Rồi mình sẽ viết lại này, root này, method của nó là get. Đường dẫn là home và controller sẽ là home controller.